Mấy cái đứa này bây giờ còn chưa về tới nữa trời. Ba con gái của ba. Chờ ba chút xíu. Gì vậy? Xui đổ đi, xui đổ đi, xui đổ đi hết đi. Ai giờ đồ con? Ba làm gì vậy? Con mới đi xa về, ba phải đuổi cái xui cái rủi đi chứ. Con ở thành phố về, chứ không phải con đi tù về đâu mà bà đuổi xui đuổi rủi con. Con ở kia, phụ coi, đồ đạc không sách mà bắt người ta sách một mình là sao? Chào ba trước đã. Con chào ba. Chào ba. Dạ, ba của bạn thì cũng giống như ba của tụi con thôi. Đúng rồi. Chửi tiếp đi. Ê, tao mới sách đồ mày. Thì ráng mà chịu đi, tao bỏ tiền rồi thì tụi mày bỏ sức chứ. Mà vậy sao mày nói là có xe đưa đón? Đâu, xe đâu? Xe đâu? Ủa? Thằng Liêm đâu? Ba kêu thằng Liêm quýnh xe bò ra rước tụi con về mà. Xe bò gì? Ba nghĩ sao? Tụi con từ thành phố về xinh đẹp như thế này,